À đấy, vừa thấy làm thân. À, không, vừa thấy đục cái gì chích 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 chích. À, thì còn cất đi à? Đục xong cất đi. Đâu? À. Đấy, anh em mua được mấy cây rồi. Hay quá. Hết lại có. Nè. Con xin này của anh. Dây chuột đẹp. Làm thân. Đấy, cái này bao tiền đấy? Cái này 3 triệu. 3 triệu. Đá hết đầy đủ. Đó. Năm thân đẹp, già. Đấy, chuột chín đấy. Đấy, bây giờ về mình chơi cứ thế cắt. Cứ lên là cắt. Nó là xuống lá đẹp nhưng nó đang non. Ừ. Đấy, đẹp đấy. Xem nào. Đâu rồi, vừa nãy thấy loang thoáng có cây đục đục đâu. Bán rồi à? Thằng nào không thấy đâu. Đâu? Kia. À, sang đây à? À, bè bè đấy nhỉ. Xong bán luôn rồi. Quê hay điền đấy? Quê, quê. Nhìn vàng nhỉ. Đấy, nhìn một bãi luôn. Để sang xem cây cái đã. Ở nhà có rồi. Ở nhà rồi. Ghê đấy nhỉ. Đủ chơi đi, như con ba ba. Đấy. Mày làm con ba ba. Đấy, lúc xong rồi sang tên luôn. Sang tên đổi chú luôn đấy. Cái này còn móc bớt như cái này đi nữa là đẹp. Đấy. Con này còn nước phá nữa mà. Ừ. Nhưng mà để cho nó khỏe đã anh ạ. Đúng rồi. Ba ba bao tiền cân anh? Con này có 2 cân to thôi. Ừ. Con này nó ngon nhá. Hết bớt vừa dễ làm nó khoáng thôi phê. Dễ lại khá nữa này. Thì lúc ấy này nhìn bỏ này đúng không? Thì này bỏ đây. Thì lúc đây, lúc ấy móng nó như điền. Chứ nó không phải là bệ cuộn. Này nó móng bánh. Đây là bệ cuộn. Dễ cuộn, dễ cuộn bỏ. Sao xé ra nhìn nó đột khoáng. Ba ba. Đẹp nhé. Dạ. Chất lá đây đẹp đi. Ừ. Chất lá đẹp. Chất lá được không Phương? Không? Cái em điền được chất lá rất là ok. Chắc chỉ được mấy phân đây nhỉ? Con này cân dưới. Ba này vừa nồi. Quý đậu. Quý đậu vừa. Rồi. Được rồi, để sang đây làm việc tiếp. Ba ba thế thôi. Ba sang tên đổi chủ rồi. À đấy, có cây đa đẹp đấy nhỉ? Đa. Đa này bao tiền? 3 triệu. 2 triệu. 3, 3. 3 triệu. 3 triệu nhưng mà... Ai đọc 2 lại triệu số, thì bán. Ai đọc lại cái số cái... 097. 097. 515. 515. 6620. 6620. Rồi, ok. Đa. Đa thì đi mua đa hơi ít đấy. Kiếm được con đa đổ này hiếm ấy. Làng thì đầy. Đấy, ông chủ gợi ý là 2 triệu là bán. Đỡ phải nói chuyện nhiều. Cái này hôm trước cô thích lắm mà chả thấy lấy nhỉ. Đây tới 8 triệu rưỡi, 7 triệu là bán. Đấy, không nghe đâu. Bình đường. Bình đường 8 triệu rưỡi, 7 triệu, cho 5 điền. Chân bóng cái này đẹp, chân vệ được. Đấy, chung là về cứ phải ông nào mà muốn ấy phải gột nó lên, phải làm nó sạch sạch lên chậu thì nó khác. Ngồi trong xốp rồi chỉ thế này thôi. Đấy, mặt này đẹp. Rồi, ok. Hàng à, đây nhá. Con này đi. 7 triệu nó bán. Đấy, 7 triệu cho ăn uống ngay cơ mà. Mặt này đẹp. Sáng thì anh em mình giúp nhau mới xuống được cái gì nhỉ? Đâu, con này 1 bê được mà. À, 1 bê. Nhẹ mà. Trồng toàn chỉ than hết đi. Đấy, 7 triệu là bán đấy. Thích không? Đi Nam Định mua nào được, các bạn đi Nam Định thì hơn trồng. Giờ Nam Định đắt hơn cả Hà Nội. Trước hỏi một cây các bạn là hơn 100. Rồi, không ăn được. Đấy. Hàng đặt. Đấy, con đánh cá đi, thế là về ruồi đấy. Cái này thì bao tiền đây? 5 triệu rưỡi thì bán. Đấy, 5 triệu rưỡi là bán. Đó là lộc tí nữa.
Đấy. Đấy, các ông xem đi. Kết thì bế luôn đi. Chung này về là cắt. Đấy, hay chậu. Thằng đây. Ừ. Chơi con lão. Đúng rồi, làm con lão đẹp. Hay đấy. Được. Tuyệt ý tưởng. Em mua này em cắt mà. Bây giờ qua đi bán thì còn để thế mà con này. Hay quá. Ngồi im là thôi là tang luôn. Bỏ ngọn. Chân chẳng đẹp hết. Mua vào trong nhỏ thì mới bê thôi. Ừ, thế thôi, nhìn nó nhẹ nhàng. Cái này là 2.000 cây. Cái chậu này kinh quá. Đấy. Xung. Đây là vừa bắt rồi. Nhìn nó biết. Nó ở xung xô em mới cho sang đây này. Nhìn nuôi mầm mắt này. Nhìn có điểm chốt hết rồi đấy. Cái bé của mình bao tiền cái này 3.500.000 thì bán vừa mua 3 triệu. Đấy, 3.500.000 phải không em? Cao độ 10 phân này thế thôi. Hoàn thiện. Hoàn thiện, hoàn thiện con này 15 phân. 15 phân. Con này nhưng mà nhìn thế này nhưng mà khi mà tay to vén nó xuống cái là lại lộ bóng này. Làm cây nhiều khi đó chỉ đơn giản thế thôi. Sao đâu. Đẹp rồi. Ok đấy. Xem còn cây gì nữa không? Đây, suối đây. À, suối. Đấy, chơi tổng hợp luôn. Thì nhấc ra hay sao đấy? Nó thân trâu mà, gì à. Mà nhấc ra. Nhấc ra thì khoe chứ cây cốt trâu chứ phải không. Mấy tiền à? Vừa mua, 1.500.000 đây. 1.500.000, bây giờ bán 1.500.000 một cây. Đấy. Khoảng. Nó là hàng già đấy chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Kỉnh dễ cuộn này đấy. Nghe chưa? Rũ ra giờ toàn dễ. Giờ là bán 1.500.000 một cây. 1 triệu là bán. Triệu bán. Dưới thì không bao giờ bán. Triệu. Nhẹ. Thân nó được dăm rồi. Hay quá. Cái này nó quá dày luôn. Quá hay. Ông nào mà không biết làm cứ về cắt thôi. Nhú là cắt. Cắt càng đẹp. Cứ nhú cắt. Lá càng bé. Đó. 1 triệu bạc này có rẻ. Bao nhiêu lồng. Hay quá. Cây gió vớ vẩn nó 400-500. Nó đã ra cái gì đâu. Ok đấy. Chốt thì làm đôi. Yeah. Làm đôi là hợp đấy. Đấy. Cả này ngồi im lắm. Ông ngoài vừa bán cái gì sao mà con nhà già lắm anh chị. À nhà. À, kép. Kép. Ừ. Thế ông nào cũng bảo là nhà kép nó có 3 cái lá. Đây. 3 lá đây. À đây, nó như này nó cũng không có mọc cùng một điểm. 3 lá nó không mọc cùng một điểm. 4 lá lung tung rồi. Đấy, nó vớ mà nó mọc xoáy trung ốc. Nó mọc kiểu so le ấy. Không có những cái nó đại loại nó gần gần nhau ấy, nó sẽ mọc gần gần nhau. Đây này. Đây cách, là 4 lá đối nhau. Đấy. Nói chung là không phải là 2 lá, con nhà ta là 2 lá. Thấy bảo thế thì biết đâu. Đấy. Ok đấy, được rồi đấy. Sau đây em có đã. Vâng, không bán được cái gì sao? Tôi đã đang rửa tay đi. Hàng ủn mông. Vối này không này. Vối. Vối đấy. Nhiều ông tìm cái vối. Cây của Trung Dâu. Nó mộc ma này.
bự phết đấy. Quay phim về xem đẹp hơn. Đúng rồi. Quay phim về xem đẹp hơn. Đẹp hơn, xem đây nó lôm nhộm. Lên lên thì nhớ nhìn nó thích hơn. Duế, xin dầu, Nguyệt Quế. Đấy, cái gì lên phim nó có một cái vẻ riêng các bạn. Nguyệt Quế nhiều hoa lắm. Sắp nở lại, sắp mưa rồi. Nguyệt Quế càng nhiều hoa, mưa càng to ấy. Công Huynh, cậu nay mang cây gì đi đây? Em lên xe nhá. Ổi bao tiền đây? Cho một cột đấy. Cho một cột bao bao tiền? 3 triệu. Cho một cột. Đây của anh Công. Ách chà. Đấy. Sống vui sống khỏe đây. Quá nhiều đầu. Trong tay trong mắt đây. Nói chung là dị dáng đấy. Đấy, dưới đẹp đây. Một rừng cây đây. Dưới bao tiền anh? 2 triệu à? Đâu à? 2 triệu à? Đẹp. Đấy. Phê không? Cho cái khay khác thấp hơn, mỏng hơn. Đấy. Nhìn giống cây của anh Lưu Trường Sơn lắm. Rình dưới. Ok rồi, các bác. Cây của anh Công đẹp đấy.